Cung ta pita 5 phút mỗi ngày để giúp cho chúng ta chuyển những cái thế tay hợp âm cho nó quen. Mang tên như khúc tình ca, chỉ với ba âm giọng nam AM, DM và B7, I7. Hợp âm không cần thiết thì tôi sẽ loại bỏ cho anh em để anh em sử dụng ba hợp âm thôi. Disco, bass, chắc một bài gì lên, chặt tay vào, dừng âm thanh lại và chắc. Chúng ta canh những cái từ vô dây bass, ví dụ tôi vẫn thấy em như là dấu bắt của âm DM. Dây 4 là như ngày nào dù nắng chưa chậm nhịp chân, đánh nhiều lần là sẽ quen. Tôi vẫn thấy em như ngày nào dù nắng nóng trường làm chiếc áo bạc màu, đôi mắt sáng long lanh nụ cười, dù những nhóm nhăn còn in dấu trên. Cái cách để chúng ta intro mỗi bài hát Bolero và cái giọng chính, ví dụ lá thứ đi thì chúng ta sẽ có bậc 1 là lá thứ. Nhớ luôn dễ ba hợp âm trung đề. Thức tròn đêm nay để nhớ thương em, anh nghe tình yêu thức dậy trong lòng. Tùy cái tông chúng ta sẽ lấy ra chúng ta xài, giống như bộ bối vậy. Ok, bây giờ tới giọng trưởng luôn, cũng vậy 1, 4, 5. Ví dụ đô trưởng nè, đô, bậc 4 là pha. Rừng hoa gió núi theo sang rũ bụi đường trên vai, hai cây hoa dài. Ok, bấm đăng ký theo dõi kênh Lu Về Máy Từ Từ Minh Tập. Quý anh em mà mới tập chơi thì phải biết cái điều này ha, đó là điều disco bebop. Nhịp kiểu dây bass, giơ chân lên nhịp xuống chắc. Dừng chân trên bến khi chiều nắng chưa phai, từ xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay, nếp sông vui tươi nói chân tôi đến nơi đây. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi, người sẽ như đứng trên đường vẫn hoa màu, từ xa thăm bến câu chào nói xuân sao, phố xa thênh thang đón chân tôi đến chung vui. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. La 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 la, la 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 la. Bấm đăng ký theo dõi kênh Lu Về Máy Từ Từ Minh Tập. Chân đơn côi gót mòn đai lộ buông, đêm đêm bóng mờ nhạt nhòa, hồn lắng tâm tư đi vào dì vàng, đường tình không chung lối mang nuối tiếc cho nhau. Ngày nào tay trong tay lối về cùng hẹn hò, dịu em giấc mộng vừa tròn, tình thắm môi nồng, đêm dài lù lịch nghẹn ngào trong thương nhớ, vì mai bước theo chồng. Bấm đăng ký theo dõi kênh Lu Về Máy Từ Từ Minh Tập. Đối với anh em mà mới tập chơi thì chúng ta không cần phải tập nhiều, và chúng ta mỗi khi chúng ta ráng luyện ngón và chuyển hợp âm, ví dụ xuống là 6 giây ha, lên là đại nhẹ 3 giây, chậm vô, lên.
từ miền Nam anh hướng Đà Bắc, xôn xao câu hò điều ly chính dòng sông, mang theo tấm lòng con trai miệt dương, em ra đón chàng với cả yêu thương. Này ngựa ô kêu vang anh khớp, xôn xao câu hò điều ly bến An Thơ, núi đèo cao cao chập trùng, đưa nàng nghe nhìn sao xuyên ly chung tình. Đó là cái điểm nhấn guitar 5 phút là chúng ta tập mỗi ngày một chút. Bấm đăng ký theo dõi kênh Lưu Về Máy, từ từ mình tập. Tập ngay cái điệu này mà đi đâu chúng ta cũng chơi được, áp dụng rất rất là nhiều bài. Lần gian dở disco nhịp 24 bùm, đánh bằng tay nè thì nó dễ hơn. Ba chân đặt cứ như vậy, chúng ta cứ vậy. Ba chân đập chân nhịp 24, ba chân đập chân, làm cho nó quen nhịp trước, sau đó chúng ta có thể làm được nhiều thứ khác hay hơn. Khi mới thương nhau là giống ngay chữ nhau nè. Khi mới thương nhau em hay nắm tay dặn dò, cho dù cuộc đời là bề dâu trái ngang, đã thương nhau mình sắc son một lòng, dẫu khổ thế nào tình mình cũng không phai. Khi đó bên nhau ta xây biết bao nhiêu mộng vàng, ta hẹn mùa xuân sang mình sẽ cưới nhau. Bùm chắc đập chắc. Bấm đăng ký theo dõi kênh Lưu Về Máy, từ từ mình tập. Sẵn đây thì Khánh xin nói luôn, cái đàn lá xích thì mình chỉ nên dây thay dây lát xích, dây nylon nè, lát xích cô nè, guitar string nè, đây là dây lát xích ha. Thì cái đầu đàn mọi người thấy không ạ? Đó, đây là cái đàn lát xích, không nên thay dây sắt vào đây. Đó, chúng ta chỉ nên thay dây nylon thôi. Và bộ dây này rất là hay, bộ dây này là bộ dây AC139 size N nè, dây nó rung rất là tình cảm luôn, mọi người thấy không ạ? Và cái dây này đã xài 6 tháng rồi nhưng mà nó vẫn còn rất là rung tốt. Đó, nó cái độ bền nó khá là cao, AC139 nha. Bộ này thì 150.000, mua 2 bộ thì 300.000 sẽ được miễn phí vận chuyển. Mua 2 bộ mới được miễn phí vận chuyển nha anh em. Đó, đồng thời thì 2 bộ sẽ được tặng kèm cái giáo trình cho anh em để anh em tập đàn chung với guitar 5 phút. Bên cạnh nó tặng cái tai quay cho anh em luôn nha. Đó, bên cạnh nó tặng luôn cái hộp bích này để anh em dán ở đây nè. Khi nào anh em muốn đánh bích thì anh em đánh. Đó. Thì 2 bộ lát xích sẽ là 300.000. Dây này rất là hay luôn, rất là bền luôn. Đó, để mình để dành một bộ mình thay, một bộ để dành. Anh em bấm đăng ký theo dõi kênh để nhận những ưu đãi tiếp theo. Cảm ơn anh em rất nhiều.